xã đảo Long Sơn với thiên nhiên tươi đẹp, người dân hồn hậu, dễ mến. Có một điều đặc biệt ở đây là bà con vẫn còn giữ nguyên những nét đẹp truyền thống, thấm đượm tình làng nghĩa xóm, yêu thương lẫn nhau. Nhà lớn Long Sơn, chùa làng Hưng Long Tự, miếu bà Ngũ Hành Long Sơn. Những nơi bà con thường tụ họp về, chia sẻ việc làng việc xóm và cùng bàn bạc chung tay giúp những người gặp khó khăn. Điển hình là ban trị sự của miếu bà Ngũ Hành Long Sơn rất nhiệt tâm với hoạt động thiện nguyện. Trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, phát huy tinh thần tương thân tương ái, người dân xóm hiểu cùng nhau đóng góp những phần quà gửi đến những gia đình khó khăn để bà con cùng vượt qua cơn thắt ngặt. Nằm trong chương trình hoạt động hướng về cộng đồng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vận động người dân chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân ở địa bàn có dịch. Theo đó, bà con xóm Miễu đã tình nguyện đóng góp hơn 500 kg gạo và 50 thùng mì tôm, góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn có đủ lương thực trong những ngày cách ly. Với tinh thần tương thân tương ái, mình thấy trong cái mùa dịch ai cũng khó khăn, nên mình cảm thấy làm được cái gì thì làm, nên mình cũng đã cùng với mọi người trong nhóm Miễu Bài cũng như với Bếp Ăn Tình Thương tặng được, cho giúp đỡ được gì cho bà con. Nói chung một phần quà đó cũng không có gì là lớn lao lắm, nhưng mà như vậy cho mọi người thấy là xung quanh mọi người còn những người rất là tốt, luôn hướng về mọi người và giúp đỡ mọi người. Tình hình Covid đang diễn biến rất phức tạp và cũng ảnh hưởng đến bà con, người tạm trú và người thường trú. Thì với Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng tỉnh đoàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vận động thì bà con Long Sơn sẵn sàng đóng góp để chung tay với đài và tỉnh đoàn để mà giúp đỡ cho bà con khó khăn. Hy vọng những cái phần quà này gửi đến bà con để chia sẻ trong cái mùa dịch Covid-19 để cho bà con có dùng trong lúc những khó khăn. Ở xã đảo Long Sơn, bà con luôn có nhiều cách giúp đỡ cho hộ nghèo và hỗ trợ bằng cả tấm lòng, tặng nhu yếu phẩm cho những gia đình già yếu neo đơn. Còn những người bị tai nạn, tật nguyền, đi đứng khó khăn thì bà con quyên góp mua tặng xe lăn. Ai ốm đau, bệnh tật được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh. Những việc làm ý nghĩa đó không ngừng lan tỏa. Nhiều năm qua, tại chợ Long Sơn có một bếp ăn tình thương, tháng nào cũng đỏ lửa 2 lần. Nhờ bếp ăn này mà nhiều người dân được ấm lòng khi có những bữa cơm nóng dẻo. Nguồn kinh phí duy trì cho bếp ăn phần lớn là do bà con trong xã cùng nhau đóng góp. Trong những ngày đầu tháng 7, khi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có những ca nhiễm Covid-19, một số địa bàn bị cách ly phong tỏa. Hiểu được hoàn cảnh của bà con nghèo, Ban Quản lý Bếp Ăn Tình Thương Long Sơn đã dành hàng trăm ký gạo, mì, ủng hộ cho các hộ khó khăn nơi xảy ra dịch bệnh. Chị em trong nhóm Bếp Ăn Tình Thương thì cũng cái tiền đóng góp để kết hợp với Đài Truyền hình với tỉnh đoàn là hỗ trợ cho 300 ký gạo, tức là 30 bịch với lại 30 thùng mì, để cũng như là hỗ trợ tất cả những cô bác mà khó khăn, chia sẻ chút cái tình thương đó để rồi cùng nhau mà cũng như là vượt qua cái đại dịch. Chúng tôi cũng đã vận động phối hợp để tổ chức các chương trình, chủ yếu là vận động các nhu yếu phẩm, cái nguồn nhu yếu phẩm để sắp tới là có thể hỗ trợ cho những người dân trong vùng cách ly. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Đài Phát thanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì qua đó còn được sự vận động hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là Bếp Ăn Long Sơn cũng như là Miếu Bà Ngũ Hành đã hỗ trợ những phần quà, những nhu yếu phẩm của chúng tôi. Đây là một cái chương trình rất hết sức là ý nghĩa. Sau đó thì chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn này để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng như những người dân đang cách ly ở trong tâm dịch. Xã đảo Long Sơn vẫn còn đó nhiều khó khăn, nhưng người dân Long Sơn luôn nghĩa tình và luôn quan tâm chia sẻ đến mọi người
nhất là những người yếu thế trong thời điểm thiên tai hay dịch bệnh xảy ra. Đó là cái nghĩa, cái tình đã được gìn giữ và phát huy lưu truyền qua bao thế hệ.